Vâng, xin được chào các bác cô chú anh chị. Đêm hôm rồi, lại gần 12 giờ đêm rồi, gần 12 giờ là tức là chuẩn bị 0 giờ sáng rồi. Đấy thì em lại lên làm cây. Cái cây một cây si. Cây si các bác ơi. Cây si này thì các bác nhìn các bác có liên tưởng đến cái gì không ạ? Đầu tiên là dáng thế thì thôi lùng bùng ta không nói, nhưng mà những cái tầng chậu này các bác liên tưởng đến cái gì ạ? Tôi thì tôi liên tưởng đến cái tháp cao nhất Đài Loan ấy, đâu đấy 101 tầng hay sao tôi không nhớ rõ, không 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 xác định, không nhớ rõ, nhưng mà nó hoàn thành năm 2004 và nó cao nhất thế giới cho đến tận năm 2010 thì nó nhường chỗ cho cái tháp ở Dubai ấy. Đấy thì nó có cái hình dáng này, nó như những cái đốt tre các bác. Đấy. Và thì nó cũng chỉ là một cái liên tưởng thôi. Thì hôm nay tôi sẽ làm cây này. Cây này là cũng của anh trai gửi mà làm hộ để tôi làm hộ nhá. Đấy các bác ạ. Thì nó là một cây si nhỏ và cũng định hướng là làm nhiều đầu thôi. Lùm đùm nhiều đầu cốt chậu người ta trồng như thế này sẵn thì mình cũng không tiện dỡ ra vì chưa có cái ý tưởng gì mới hơn. Chưa có ý tưởng gì mới hơn cả. Đấy, tôi sẽ cắt ra thì các bác lộ ra, có thể góp ý. Nhiều anh em góp ý thì nó sẽ rất hay. Cái ý tưởng nó là quan trọng lắm chứ. Các bác ạ. Đấy. Tôi rất hoan nghênh những ý kiến góp ý xây dựng của các bác. Đi ngủ đi con, khuya rồi. Đấy. Thì trình bày các bác hôm nay ở nhà vừa cách ly vừa làm việc công ty, ở nhà thì làm được rất nhiều việc, dỡ cái mái tôn và cắt toàn bộ tôn quây cho toàn bộ cây để chuẩn bị đổ phân lên dưỡng cây và chuẩn bị mua máng và đựng để đặt hết lên để chứa nước để chuẩn bị cho cái mùa hè khắc nghiệt các bạn ạ. Đấy thì trước xin lỗi cắt ngang với con bé nó cả ngày nó chơi đêm nó chẳng ngủ gì cả. Đấy thì chuẩn bị các bác là hôm nay thì làm được rất nhiều việc mà tâm đắc, quây được toàn bộ cây dù chậu đẹp hay là chậu đều thì là quây được vòng tôn hết để chứa được phân. Bởi vì chậu đẹp rồi thì phải có vòng mới chứa được phân thôi, không có nó vơi vãi lung tung hết. Cây nào cũng được đeo vòng rồi. Đấy, xong rồi tí nữa sẽ bốc phân là mua được mấy bao phân lợn là rất tâm đắc. Ngày xưa rồi. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là kiếm cái phân lợn này được nó cũng lích kích. Và cái thứ ba là cây cối lúc nó còn lung tung ở nhà cửa rồi con cái rồi công việc. Nếu mà không có việc thì làm cây chuyên tâm thì nó khác các bạn. Đấy thì bây giờ cố gắng chuyên nghiệp dần lên, cũng nhân tiện cái cơ hội mà mình đang được rảnh rỗi như này. Đấy, cây này rất đẹp, nhiều người cũng nhìn ra là nó bị lỗi cái tay 2 và tay 3 này. Đấy thì cái tay này chắc chắn rồi phẫu đầy ra sau để cho nó song song với cái đối xứng với cái tay này. Đấy. Và cái tay này đầy ở phía sau một chút. Cũng như vậy để cho đỡ chồng vào nhau thì nó là một cây hoàn hảo luôn. Các mặt sẽ đẹp, bây giờ cây này ngắm mặt này rất đẹp, một cây rất quý nha các bác. Nhưng mà xử lý xong thì cây này hoàn hảo. Đấy, thì cứ dần dần các bạn. Cây khỏe lên thì tôi sẽ làm. Quay lại với cây này. Tháp tác phẩm tháp Taipei của Taipei là tháp Đài Bắc ấy, ở Đài Loan này. Đấy, thì bây giờ tôi dựng camera này để làm các bác nhá. Cắt. Bỏ răm rất là nhiều.
sau buổi hôm nay thấy mình khéo tay với các bạn, cắt bao nhiêu tôn thế mà không bị đứt tay phát nào đấy, mà lại rất đẹp, rất ưng ý, rất ưng ý, quay thế nào đẹp cái đấy luôn. Chung cũng phải bắt tay vào làm các bạn, chứ nghĩ thì nó ngại lắm. Đội phân, đội ướt lên đầu, lên mái đâu có đơn giản. Anh em chuyên cây thì không nói, mình nhà thì chặt đất đai.
khuya rồi mà sáng thì nó đùa nhau. Đấy, lồm nhồm nhiều đầu. Rụt rịt. Phải thật rụt rịt. Không hơi được. Cứ chỉnh sửa dần dần các bạn. Định hình rồi thì mỗi lúc ta ngắm lại là làm kỹ một tí. Đấy. Bỏ cái này đi vì là nó gần cái này các bạn. Cứ làm hài hòa nhất là được đối với những cây nhiều đầu. Bé mà rất nhiều đầu. Đĩa đựng nước thôi các bạn. Đựng nước. Và hút lên. À, cây xanh xì nó có hơi nước, nó phi dễ xuống nhanh lắm. Nó cứ tìm nước, nó ngửi hơi nước, nó xuống. Ok các bác, hòm hòm đấy. Sau này chỉnh sửa dần dần. Chứ không phải là quay video xong là xong đâu các bác nhé. Còn những cái quá trình chỉnh sửa tiếp theo, định hình cho các bác thấy là cái cây này nó như thế nào thôi. Chứ cây làm là phải gần người các bác. Có ý tưởng mình làm ngay. Suy nghĩ nát nước đấy chứ. Mới làm đi. Xong rồi. Đây nó đây các bác. Các bác ban ngày cái này nhìn sẽ phê hơn. 1 tầng đĩa, 2, 3, 4 và nhiều đầu. Đấy thì cứ đốt tre rồi lên, cứ bé dần đi. Cái này to hơn, cái này to nhất, cái này bé hơn. Và cái này bé, những cái đầu này là bé nhất. Đấy, những đốt tre của tòa tháp Đài Bắc ấy. Đẹp chưa? Cốt có, vách có, cần gì hơn đâu. Cây có, những cây có cốt thì thiếu vách. Nếu làng có cây có vách thiếu cốt. Đấy, còn cây mà có cốt có vách thì không còn gì để bán nữa. Miễn chê. Đấy, nhiều đầu này. Bé mà nhiều đầu, to thì không nói. Bé nhiều đầu nó dễ chịu lắm. To nhiều đầu nhìn nó thô kinh khủng. Và càng bé ta lại càng làm được rụt rịt. Chứ to mà rụt rịt thì tay đất đâu mà triển tay cành. Bé rồi gì thì lại được, các bác hiểu. Đấy. Nó đây các bác nhé. Các bác xem. Sạch sẽ. Bệ bệ. Thân cốt. Nhiều đầu. Ngắn. Ngắn màu. Đấy. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo nhé. Đấy. Kéo đông đi. Cắt cái này cái xong để kết thúc video. Đấy, cố gắng sạch sẽ nhất có thể. Sau còn nhặt bỏ những cái rễ bẩn bẩn này đi. Nuôi một số cái vách xuống. Đấy. Rồi, xin này. Cảm ơn các bác một lần nữa. Thank you.